Chị Mèo mua gì vậy chị Mèo? Để kể cho nghe. Nãy đi tới đây sớm, đi tập xong cái đi tới đây sớm hẹn em với lại hẹn nhau bạn ra đây coi phim. Nãy có phim trong rạp, có cái phim mới là phim Lời Ba Mẹ Kể Chưa Kể. Hay lắm. Nên là ra đây coi phim mà 11 giờ rưỡi nó mới chiếu. Nên là đi xuống dưới xe cục cây mua đóng đồ. Nghe nói cái phim này á cảm động lắm, mà phim về ba mẹ nữa. Nên là hả, mua nguyên hộp khăn giấy để vô chổng dặm nước mắt. Nếu có khóc, tôi nghĩ chắc cũng không có khóc giống như là trailer người ta bữa giờ thấy trên mạng đâu. Xong rồi tự nhiên thấy cái tính của tôi là rất là gọi là có nghị lực, đúng không? Không có thiếu nghị lực. Nên là đi vô mua hộp khăn giấy, cái thấy nhiều thứ quá, không muốn mua. Cái mua bịch khăn để trang, tại vì tập xong nó hồi hôm một cơ cũng dơ mà. Xong rồi mua thêm mặt nạ, dưỡng da, tính vô chổng skin care. Really nigga? Bình thường á. Nó tối đột xuất à. Mà bình thường á là ở trong mấy cái rạp chiếu phim người ta hay gọi là gì ta, cấm mang đồ ăn, đồ uống ở ngoài vào. Sao tự nhiên tối vậy? Bình thường á, ở mấy cái rạp chiếu phim nó hay cấm mang đồ ăn, đồ uống ở ngoài vào. Không biết mấy cái này có cấm không ta? Mấy cái này skin care mà, đâu thấy ai cấm đâu, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Bình thường đâu thấy ghi là, chỉ có ghi là cấm mang đồ ăn, đồ uống ở ngoài thôi. Nên là mang mấy này chắc được. Có mua luôn tăm xỉa răng để vô làm sạch răng. Tại vì bình thường á, 11 giờ là ở nhà skin care rồi. Bây giờ 11 giờ rưỡi vẫn còn ở ngoài đường, không biết đâu được. Mua cả nước rửa tay ở trong sơ cục cây. Sơ cục cây gì cũng có. Mua để rửa tay sạch sẽ, skin care. Ghê không? Ok.남봉 씨는 로망이 뭐예요? 마누라랑 토끼 같은 자식들 든든하게 지켜줄 겁니다. 내 자신 로망이 뭐예요? 든든한 남편하고 오래오래 같이 사는 거예요. 날 알아요? 아주 잘. 뭐 엄마 저렇게 되니까 좀 미안한 마음이 생겨요? 너 처질 걸 여기 전혀 기억이 안 나. 치매도 얼마요? 하나도 아니고 둘씩이네. 예, 하나보다 둘이 낫겠지. 심심치도 않고. 눈 줄 알았으면 진작에 치매나 걸릴 걸 그랬네요. 이매자, 정신 놓지 마라. 나한테는 이매자 당신뿐이야. 백자야, 뭐 이 정도면 오래 살았지. 오래되고 고장나면 무조건 폐차냐? 아, 오래된 건 문상으로 바꾸면 되는 거고. 그래서 안 되면 또 고치고, 안 되면 또 고치고, 고치고 이만. 나한테 뭐 하고 싶었던 말 없어요? 반가워. 나도요. A few moments later. 너 나 반짝. 왜 저기 사는 거야? 엄마. 너무 너무. 왜 이렇게 느려? 어떡해. làm được chưa thành thạo mà đâu còn khóc luôn á, thật chứ kỳ nói kỳ khóc luôn. Chị Mèo khóc ướt áo vú luôn. Ui chết cha. Để quên miếng mặt nạ. Chết rồi. Chết rồi. Xin lỗi rạp. Để quên cái miếng mặt nạ đắp xong để chển rồi. Thôi xin lỗi luôn. Không có ý luôn. Clip của chị tràn hoàng luôn. Không có ý luôn á.
mà nhỏ nào ngồi. Sao? Thấy gì? Thấy gì? Vậy nhưng mà mờ nhỏ nó ngồi làm gì nè. Nó sẽ đăng kèm cái clip này rồi. Xong rồi chụp cái ảnh chụp cái mặt nạ chị bỏ lại. BHD lộn. Đừng có công khai. Cái đoạn camera ẩn. Có một nữ nhân đắp mặt nạ ngồi trong rạp khóc tối bụi vậy trời. Ba mẹ yêu ba mẹ. Mà phải nhắn tin được, nó hãy nhắn tin cho ba mẹ mới được.